Hello, xin chào cả nhà. Rồi, hôm nay em sale đồng giá là 580, chuyển khoản full inbound ship nhỏ nha. Đó, là đẹp, zin, full chức năng luôn nha cả nhà ơi. Đây, một em Anna nè. Đó, sản xuất tại Nhật, 6 kim. Đó. À, thứ ngày và 24 giờ nha cả nhà. Nè, dây nè, dây dài luôn. Chạy full chức năng nha, size 39 chưa nấm, cả nấm là 43.5. Đó, dây nè, sản xuất tại Nhật nha, Anna. Tất cả là khép không rỉ nè, chống nước 100 m, niềng xoay nè, à, đáy xoáy chứ, niềng không có xoay nha, có dạ quen nha cả nhà, 580 rồi nha ơi, 580 nha, đó, 580 là bao ship luôn, nè, dây nè, dây 19 đổ về luôn nha, 19 khóa bấm luôn nè, đó, xịn sò nha, em sale giá nha cả nhà. Sản xuất tại Nhật nha, chạy full 6 kim thứ ngày và 24 giờ. Rồi, một em nè. Rồi, em này hàng cổ nha, em sale luôn, 580 bao ship nguyên rin luôn nha cả nhà. Rất đẹp luôn. Size 36 chưa nấm, sản xuất tại Nhật nha cả nhà. Tất cả là thép không rỉ, chống nước 100 m nè. Và đặc biệt đèn sáng sáng trưng sáng chói luôn nè. Đang có phòng em sáng mà bấm lên nè, thấy luôn nè. Cực sáng luôn nha cả nhà. Đó, chạy phà phà luôn, sản xuất tại Nhật nha. Dây rút nha, tay anh em nào đeo cũng được hết, độc lạ nha cả nhà. Nguyên rin. Đó, giá sale tụt quần luôn cả nhà ơi. Đó, đèn nè, quá trời sáng luôn. Rồi, đây một em đồng hồ Casio quay Shutter nha. Đó, pin năng lượng nha, size của nó là 41 nè, chạy 3 kim với ô điện tử, có đèn chuông dạ quang. Đó, có 580 mà pin năng lượng luôn có nha, biết chừng nào mà hư. À, pin khỏe nè. Đó, bấm xem giờ thế giới nè, báo thức báo tiếng đầy đủ luôn, bấm giờ thể thao lịch vạn niên luôn nha. Đó, thì con này đâu, con này dây đủ tay 18 nè cả nhà, dây đủ tay 18 nha. Đó, rất là đẹp luôn, 580 rẻ thối luôn, 3 kim với ô điện tử nha, bao ship luôn, khóa bấm xịn sò nha. Đó, thì con này thì cũng y chang vậy luôn nè. Đó, con này y chang luôn, 43, size ngang 43 luôn cả nhà, con kia size 41. Đó, cả nhà thích con nào thì cứ lấy con đó nha, pin năng lượng nè cả nhà. Pin năng lượng luôn nha, đèn chuông pin năng lượng khỏe. Được cái hình như con này dây dài, dây dài luôn, dây 19 rưỡi đổ về nha, 580 cả nhà ơi, khóa bấm luôn. Đó, đầy đủ chức năng, dạ quang sáng nha, chuông to. Đó, đầy đủ chức năng nha, dây dài nha, size 43. Rồi, đây một em nè, phải nói là cực sang luôn nha, Casio Lite, pin năng lượng có 4 nút bấm nha cả nhà, lịch vạn niên. Đó, dây nè, thép đúc full thép, full thép, pin năng lượng nha. Đó, dạ quang cũng rất là sáng, rất là đẹp luôn, đeo con này là không cần phải thay pin luôn nha cả nhà, dạ quang là cực sáng luôn. Em sẽ chỉnh full lịch vạn niên cả nhà luôn nha, size 38 nè, phù hợp anh em nào tay vừa và nhỏ nha, đẹp len ken, có dạ, đầy mi hai bên nè. Đó, dây dài luôn, đó, nguyên rin 580 nha cả nhà, rất là đẹp, kính không chày luôn, dây thép đúc có đầy mi, pin năng lượng nha, em sẽ chỉnh full chức năng nha. Rồi, đây một em đồng hồ Multiband 6 5 nha, size 40, dây rút nha cả nhà, dây rút mặt mở gà, hai kim, kim cọc mạ vàng, đèn chuông,
pin năng lượng khỏe nè, bấm giờ gì báo thức báo tiếng, bấm giờ thể thao lịch vạn niên, có nhận sóng luôn 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 nè cả nhà. Anh em nào thích sự đơn giản thì hai kim kim dây chạy bằng điện tử. Đó, lịch vạn niên luôn nha, đầy đủ chức năng, đẹp len keng luôn nha cả nhà. Dạ quang cũng rất là sáng nha, chỉ có 508 thôi. Đó. Rồi đây một em đồng hồ, con này là hả niềng xoay, sản xuất tại Nhật luôn, hàng cổ nha, made in Japan, gold medal, huy chương vàng. Đó. Chạy cho mình 6 kim thứ ngày và 24 giờ nha, sale luôn 508 bao ship nhớ nha, size 37, phù hợp anh em nào tay vừa và nhỏ nha, cả núm là 40. Đó. Kính đẹp luôn nè, vàng không phải bằng cái này, chất liệu thép hay gì. Rất là đẹp nha, kính đẹp, vỏ đẹp luôn, không có chóc không gì luôn nha, dây da. Dạ quang hai kim, rồi chỉ có 508 rồi nha. Rồi một em đồng hồ Casio máy tính nha. Đó, sản xuất tại Hàn Quốc, phiên bản này, phiên bản khoa học, phiên bản thú hay gì vậy nè. Đó, có hình con chim nha. Đó, ai thích con chim không? Đó, hình nè, ở đâu rồi? Đó. Lưu danh bạ nè, bộ nhớ 50, lịch nè, máy tính nè, tính được luôn nha, 23 cộng 6 bằng. Đó. Xem giờ thế giới nè, lịch vạn niên, báo thức, bấm giờ thể thao, đầy đủ luôn, nguyên rin từ A đến Z luôn nha, 508 nha, sale nha cả nhà. Size đo ngang là 45, càng là 49. Đó, rất là đẹp nha. Rồi một em đồng hồ Casio cá kiếm nha, sản xuất tại Nhật. Đó, có thêm cái la vàng nữa cả nhà, niềng niềng xoay nha, chống nước 200 m. Dạ quen rồi, núm cổ chai nha. Đó, dây hay mới luôn, quân đội nha. Cái này phù hợp anh em nào tay vừa và nhỏ nha, 36 chưa núm, nếu đo cả núm là 40 nè cả nhà. Đó. Bao ship luôn nha cả nhà, 508 bao ship luôn nha. Một em cá kiếm khác, con này size to, được cái nó chạy 3 kim với ô điện tử nha. Hình con cá nè, sản xuất tại Nhật nha, đáy xoáy chống nước nè, chống nước 200 m, niềng xoay. Đó. Đầy đủ chức năng nha, có bấm giờ thể thao gì đó tùm lum, có báo thức nữa nè. Cái nút này nó ở đâu nè, đếm ngược thể thao nè. Đó, đó có đếm ngược thể thao nữa nha. Còn này là báo thức nè. Đó, báo thức như phải đè đó. Rồi set nè, cả nhà về mò thêm nha, có báo thức đầy đủ. Đó. 508 ở nhà, sản xuất tại Nhật, hàng cổ nha. Đó. Thì em có bán cái cục sạc dự phòng cục này là 20.000 nha cả nhà, 506 nha, mới 100%, có nút báo phần trăm pin luôn nè, nhỏ trong lòng bàn tay, thấy cả nội tạng nha. Con này là dòng đời mới, mới sản xuất năm 2023 luôn nè cả nhà. Đó, cổng ra là 22.5W nha, sạc rất là nhanh nha, này cổng ra hoặc cổng vô. Đó,
Đó, sạc vô. Đó, sạc rất là nhanh. Đây, em thử lấy một cái sạc. Em sạc vô cho nó nè. Năm trăm sáu nguyên hộp nha nha cả nhà. Rồi em xin hết nha.